Ok, cameraman cảm thấy mình đội nón đẹp trai hay là không đội nón đẹp trai? Ok, đội nón ok. Rồi, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì hôm nay á, Minh đem đến cho anh em hai chiếc xe. Hai chiếc xe mình trưng. Thì hôm nay gì vậy? Lỗi kỹ thuật. Rồi chắc là lỗi kỹ thuật á, mình quên để máy. Rồi, thì hôm nay mình đem đến hai chiếc xe của mình ha. Thì mình muốn rồi, sự cố không có gì hết. Rồi, thì hôm nay là mình muốn đem hai cái con xe của mình ra để review cho anh em xem. Để cái gì ta? Mình không có điều khiển gì luôn á anh em à. Rồi, giơ hai tay là cho anh em thấy nè. Rồi, thì mình muốn đem hai con xe của mình ra để cho anh em chiêm ngưỡng. Và tại vì sao mà mình chọn hai con này đó, làm hôm nay mình sẽ giải thích trong cái clip này luôn đến anh em xem kênh của Minh Biker luôn ha. Rồi, ok anh em. Không thử nó có đề nữa không ta? Má tự đề nữa là mệt à. Nữa là tôi chạy luôn á. Giống như có người điều khiển vậy anh em à. Rồi, ok anh em. Thì trước mặt anh em đây thì con cá mình mới lấy hôm bữa. Còn Z1000 này thì mình đã lấy lâu lắm rồi. Z1000 này thì mình đã lấy lâu lắm rồi. Rồi xong là bạn thân của mình á, mới vô thêm một mớ đồ chơi. Để Tết này là bạn của mình là để chân ở nhà luôn nha. Đó. Thì nói tới cái mức nào ta? Nói giờ nói gì nữa. Rồi thôi đừng có nói nhiều nữa. Thì bây giờ cho anh em nghe tiếng bô đi ha. Tiếng bô cá mập đấu với lại tiếng bô của Z1000. Rồi thì bây giờ là mình mở hai xe lên luôn. Thì con cá mập này thì mình đã lên bô. Đây, quay cho anh em xem, quay tới gần đây. Cây bô này nổi tiếng là cá mập nào cũng lên hết, bô AR. Thì cho anh em nghe tiếng bô trước. Tại vì bây giờ mình ra công viên thì mình mới test bô được cho anh em, chứ ở nhà test không được. Đó, đây là bô cá mập ha. Rồi, ok. Rồi bây giờ sẽ là bô Z1000. Coi nào, mình coi. What the hell? Tự lên, tự lên. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho anh em là nghe hai con cùng lúc. Quay sau cái bô á, quay sau cái bô. Tắt. Giỡn anh em thôi chứ thực chất á, cái con Z1000 này á là mình lên cái này nè. Qua đây. Bạn mình nó lên nha. Bạn thân mình nó lên luôn á. Là lên cái này là anh em có thể là bấm mở tự động từ xa. Mình thấy cũng hay. Đây. Mày mở nè, đề nè, tự động đề nè, anh em thấy không? Tự động đề nè. Hay, tiện lợi. Tắt nè. Đó. Rất là hay. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào review sâu vào hai con xe ha. Thì tại sao mà mình chọn hai cái con này để mình đem về mình trưng cho anh em qua ngắm chơi. Chứ bây giờ cái tuổi của mình á, thì nó cũng không có còn mà kiểu mà thích chạy xe rong chơi hoặc là thích mua con mô tô về rồi quay như tuổi trẻ nữa. Nhiều anh em á, nè, có những anh em người ta hay ngồi đường người ta là hay chửi mấy anh em mà chạy xe nhỏ, xe rider Sonic rồi gọi là racing boy á. Là anh em hay chửi những người racing boy đó. Thì anh em đã sai rồi. Thì theo Minh nè, Minh ở những cái tuổi trẻ, những cái tuổi 18, 17 á, là Minh vẫn thích chơi như vậy anh em à. Đó là mỗi cái tuổi. Mình không bao giờ mình áp đặt được cái sở thích của người ta. Mình nói là người ta là mấy người chạy xe như vậy là trẻ trâu rồi này nọ, là sai nha anh em. Cái đó là sai, nhận định sai. Giống như anh em cứ suy nghĩ đi. Khi mình là một đứa con nít thì mình sẽ chơi búp bê, mình sẽ chơi những món đồ chơi nhỏ.
thì lên cái lứa tuổi 13, 15 rồi mình sẽ chơi xe đạp rồi này nọ, khi lên 17, 18, 19, 20 cái tuổi mà tuổi thanh niên á thì người ta sẽ ngồi mỗi chân quá, thì người ta sẽ chọn những cái con đó người ta chơi. Thì ở lứa tuổi trẻ thì cái tuổi khi mà mình đã lớn rồi, mình đã phát triển rồi á, thì mình không bao giờ mình phải nhìn lại, mình thấy người ta chơi mình phải động viên em út. Ừ, em chơi mấy con này cũng dễ thương nhưng mà chạy chậm chậm thôi, chạy ráng giữ an toàn cho người khác. Chứ không phải là tự nhiên có nhiều người mình thấy là cảm thấy rất là buồn, bởi vì mình đã trải qua cái tuổi trẻ rồi mà mình quay lại mình chửi người ta là trẻ trâu phá hoại đồ này nọ thì cũng tội cho những cái bạn đó. Tại vì mình đã từng một cái tuổi trẻ, mình đã trẻ rồi, mình đã từng chơi, mình đã từng thích những con xe nhỏ đó. Cái thời của mình là còn quay rim đồ này nọ, rồi ad 35, 135 đồ này nọ, thì mình vẫn thích những cái đó như vậy, những thiết bị tại cái tuổi đó nó thích như vậy. Rồi sau này lớn hơn xíu thì người ta chơi đầm tính hơn, rồi sau này có gia đình, có vợ con thì người ta không có còn chơi nhiều nữa. Giống như Minh hiện tại bây giờ thì Minh chỉ thích kiểu như ngắm xe, độ kiển rồi này nọ thôi anh em. Đó, cái đó là cái mà Minh muốn đem lại cho anh em á, là bất kỳ xe gì hay bất kỳ cách chơi nào, người ta đều có cái thú vui riêng. Và cái những bạn mà chơi chỉ có những người mà người ta phá thì đương nhiên 10 người thôi, xã hội ai cũng có người này người kia. Đó, có 10 người, ví dụ công an thì 10 người thì cũng có một người xấu, 9 người tốt, hoặc là 9 người xấu, 1 người tốt, hoặc là người dân thường thì cũng có người này tốt, người xấu. Thì trong giới chơi xe, những bạn chơi xe độ, những bạn chơi xe trái thì cũng có người xấu và người tốt. Đó, thì đương nhiên anh em sẽ thấy cái mặt xấu á, thì ai cũng thấy được hết á. Còn cái mặt tốt, có rất là nhiều anh em rất là tốt. Mình đi chơi đã từng được nhiều anh em xe độ giúp đỡ rồi. Nhiều anh em xe nhỏ giúp đỡ, cho nên cái clip này là mình quay hai con xe của mình, sẵn mình chia sẻ về cái vấn đề mà mình muốn nói cho anh em biết, là có nghĩa là bất kỳ ở dòng xe nào, xe nhỏ, xe điện, xe máy, xe racing boy hay là xe gì, xe phân khối lớn, đều có người xấu và người tốt. Đó, cho nên anh em đừng có bao giờ nhận định một người, thấy cái người đó chạy ẹt chợm chó là bắt buộc là chiếc ẹt là nó xấu, đúng không? Tại vì chiếc ẹt nó mạnh cho nên người ta mới lấy con ẹt người ta đi chợm chó, nó lướt gió. Chứ không phải chiếc xe nó xấu. Tự nhiên anh em thấy những bạn chơi chơi xe quay clip á là nói người ta xấu là không phải. Rất là nhiều người tốt. Đương nhiên cái mảng xấu con người ở Việt Nam mình á, cái xấu người ta thấy hay lắm nhưng cái tốt người ta không ấy đâu. Giống như là làm cái gì đó, làm nhiều điều tốt á không ai hay, nhưng mà vỡ một cái viên ngói á thì cả làng biết, đúng không? Cái câu đó anh nói đúng không? Nó na ná vậy đó. Thì cho nên anh em chơi xe hãy nhận định, hãy vui vẻ hơn, hãy hòa đồng cùng với những anh em đó, những anh em khác, để mình chơi xe một cái cộng đồng thiệt là vui. Rồi bây giờ không nói nữa, thì giống như Minh bây giờ, Minh không có còn là gọi là rong chơi hay là chạy xe như hồi xưa anh em thấy đó, thì chạy xe ra chụp hình rồi quay clip rồi chạy tốc độ rồi làm này nọ, làm rất là nhiều thứ đó. Thì bây giờ mình không còn thời gian nữa, thì bây giờ mình làm ăn rất là nhiều, thời gian rất là bận, thì mình đem những con xe này về, mua những con xe này về để trưng cho anh em ngắm. Và anh em qua, anh em muốn mua hay anh em muốn leo thử ngồi nó thì nó cũng dễ. Cái đó là mình là tạo một cái động lực, rồi tiếp sức một cái phần nho nhỏ đam mê cho những anh em. Còn nói thiệt, những anh em có tiền sẵn rồi á thì anh em mua lúc nào cũng được, nhưng mà có nhiều anh em người ta gọi là người ta phải tích góp, người ta phải dành dụm, người ta phải này nọ người ta mới có được con xe. Cho nên khi mà mua một con xe người ta rất là đắn đo suy nghĩ, cho nên anh em thông cảm. Đó, còn những anh em nào thích xem clip của mình thì anh em cứ xem, cứ subscribe, còn anh em là không thích thì thôi thì mình cũng chịu luôn anh em à. Thì mình làm hết sức có thể để cho cái cộng đồng của mình nói riêng phát triển vui vẻ. Và cộng đồng lớn thì mình không có nghĩ đến đâu, mình chỉ muốn là trong cái cộng đồng anh em biết tới mình, chơi với mình, người ta vui vẻ, người ta thân thiết với mình, người ta có thể tiếp sức cho đam mê của mình. Nếu như mà mình có điều kiện hơn, mình phát triển hơn, là mình phải gọi sao, mình có tiền hơn á, thì mình sẽ mua thêm là R1 hoặc là một R1 Ducati hoặc là ZX10 để làm gì, để cho anh em qua chụp hình chơi ha. Cái đó là mình không dám hứa, nói chung là khi mình phát triển, mình có tiền nhiều thì mình sẽ mua cho anh em qua chụp hình chơi đời mấy ngày chơi thôi đó. Còn bây giờ thì nghèo khó nên chỉ như đây thôi. Nó nói thiệt anh em là phải bán bớt chiếc Z9 đúng không ạ, bán bớt chiếc Z9 là mới để được con Z1000 á, chứ không có giàu có gì đâu anh em. Cho nên anh em cũng thông cảm, cái này là mình chia sẻ thiệt. Thì mình mua được tới đây cho anh em chụp hình chơi, ngắm chơi thôi. Chứ mà anh em bây giờ kêu mua 5-6 chiếc nữa thì hiện tại bây giờ chưa. Nhưng mà tương lai sẽ, nếu như có thời gian mình sẽ làm như vậy đúng không em? Mình sẽ là 5-6 chiếc để mình cho anh em qua chụp hình chơi thôi. Chứ là anh em đừng có nghĩ là mình mua về để mình thể hiện hay là gì nha anh em. Mình không có điều đó nha. Anh em chơi với mình biết, mua về chỉ để anh em qua chụp hình chơi rồi anh em chơi chung rồi cho nó vui vẻ thôi.
đó. Những anh em nào mà chuẩn bị mua thì anh em có thể leo lên ngồi thử, ướm thử, có thử cái cảm giác lái như thế nào đó. Cái cách chơi của mình là như vậy nha, chứ không phải là đi mua một chiếc xe rồi lên mạng sống ảo rồi lên nói là không kiếm tiền YouTube rồi này nọ nha. Không phải là mua lên mạng mua chiếc xe rồi ra làm idol đâu. Đó, cái cách của mình không có cái gì hết á, chỉ là có nhiều kiến thức đam mê thì sang hết cho anh em rồi nó ngắn gọn thôi. Rồi, thì bây giờ tại sao mà lựa chọn cá mập với lại con Z1000 đầu tiên? Tại bởi vì mấy con này á, nhắc tới Sport là ta nói nhắc tới S1000RR, tại nó quá nổi tiếng, nó quá đẹp. Thiết kế nó quá đẹp. Bất đối xứng. Đó, và công nghệ rất là nhiều. Nó có cả công nghệ để mình chạy trong trường đua luôn á, mình chạy rất là ok. Đó, rồi cái khi mà nó phổ biến như vậy thì phụ tùng nó nhiều, nó dễ thay thế. Và Z1000 thì khỏi nói luôn. Z1000 thì quá nhiều rồi. Ai cũng biết tới Z1000. Và có nhiều anh em rất là ước mơ Z1000. Đó, có nhiều anh em ta rất thích Z1000. Và cái kiểu dáng nó dễ ngồi, dễ lái và đồ chơi nhiều, dễ lên. Như anh em thấy không? Nè, mình lên đây nè, quay cho anh em xem. Bô nè, heo Rambo đồ này nọ nè, anh em thấy không? Bô heo Rambo, ốc Titan rồi carbon, đồ chơi rất là nhiều. Nó dễ mua, dễ tìm. Này, ở bên con cá mập này thì mình chưa có kịp lên gì hết. Để mai mốt mình kiếm cái gì hay hay á, mình sẽ lên cho nó. Thì những cái này mình mua á là chủ người ta để lại hết. Chủ cũ á người ta để lại hết. Con này mình mua cũ á nha anh em nha. Con này clip trước mình có nói rồi. Mình mua là 595 triệu. Đó. Thì cái tiền mà mình để chơi xe thì nó tầm khoảng 1 tỷ 2 tỷ thôi là được. Chứ mà bây giờ mua 4 5 chiếc nữa, ví dụ mình đang muốn luôn, ước muốn của mình là muốn mua một con R1 ha. Một con Ducati ha, rồi một con ZX10 vậy là được rồi đó, là để chân đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ kinh tế đang khó khăn, như những clip trước mình nói là khó khăn là không thể mua được cho anh em chụp hình ha. Đây, con này là carbon nè. Cái này mình sẽ làm nhiều clip sau, chứ clip này mình sẽ nói không hết nha anh em ha. Thì những cái con ốc này anh em lưu ý, trên con BMW á, là những con ốc trên con xe đều có chữ BMW. À, nó hay là hay chỗ đó ha. Một tác phẩm luôn. Đây, cái này là chủ để lại hết ha anh em ha. Xe này mình chưa lên gì hết, mình mới mua thôi. Chuẩn bị mình lên bộ tem trước. Và tại vì sao những con xe này anh em nói mình phải lên tem? Bởi vì á, mình lên tem là một phần là mình bảo vệ cái dàn sơn zin của xe. Tại vì không phải anh em nào cũng rành xe và có kinh nghiệm bước lên xe. Có nhiều anh em á, nói chung là mình rất là thoải mái, anh em leo lên chụp hình thoải mái, hoặc là anh em có làm gì thoải mái luôn. Nhưng mà mình dán á, thứ nhất là để cho nó đẹp với lạ để người ta nhận biết được xe. Thứ hai là khi anh em leo lên á, lỡ cả chân anh em có qua quẹt vô đây á thì nó sẽ không chạy sơn zin. Đó là cho anh em leo lên nó thoải mái hơn. Đó, cái đó là mình suy nghĩ cho anh em á nha. Đó, mình dán hết, ví dụ anh em vịn tay vô đồ hay là anh em làm gì thì nó không có chạy sơn zin, thì anh em thoải mái để anh em leo lên anh em trải nghiệm thử luôn. Nó rất là đơn giản, rất là dễ. Đó là lý do vì sao con nào mình cũng phải dán đề can là vậy. Anh em leo lên là khỏi ngại, nhất là những cái chỗ này. Em quay đây. Nhất là chỗ những cái chỗ này anh em leo lên thì nó dễ chạy. À, cho nên mình dán hết cho nên anh em leo lên là khỏi sợ gì hết. Còn anh em nào chuẩn bị mua xe, ví dụ anh chuẩn bị mua Z1000 thì anh em có thể qua bên mình anh em ngồi thử một chút để coi thử nó có hợp với dáng lái mình không, coi thử là mình ngồi nó có cao hơn không hay là nó dễ ngồi không, hoặc là gì ta, hoặc là anh em chưa có xe anh em muốn chụp hình để có một bức hình mô tô chẳng hạn. Đó, nói thẳng anh em luôn, một chiếc mô tô nó không có là cái gì, nó đối với mình nó chỉ là một cái phương tiện để đi lại thôi. Đó, chứ không phải là như những người khác đâu mà là mô tô này là khủng, cái mô tô nó cùi lắm anh em à. Khi nào mà anh em chơi máy bay giống như Neymar đó là đó, lúc đó anh em mới đỉnh. Chứ cái chiếc mô tô này nó chỉ là một chiếc xe bình thường thôi. Anh em hình dung nó là một chiếc xe bình thường, nó đừng có ngại chứ. Nó chỉ là một xe thường, một chiếc xe để đi lại hết. Cho nên đừng có ngại, nó không có là cái gì mà lớn lao chừng nào mà anh em chụp hình với máy bay của Neymar mới là khủng. Còn này là mấy nó bình thường lắm, nó không có gì gọi là ngại hết. Anh em cứ nghĩ nó bình thường, anh em cứ nghĩ nó bình thường để anh em ngồi lên bình thường và anh em chạy bình thường đó. Anh em nào mà thích thì cứ qua mình chụp hình giùm luôn đó, cứ làm thoải mái. Đổi gì nữa ta, định nói gì nữa ta? Cái con cá mập này á, đối với những anh em mà chiều cao mà hơi thấp thì lưu ý ha. Lưu ý,
Anh em nhìn cái phần đuôi nè, mình thích cá mập là bởi vì cái phần đuôi nó dài. Nói chung anh em muốn làm clip như thế nào thì mình sẽ cố gắng mình làm clip cho anh em xem. Hôm nay là chỉ giới thiệu xe cho anh em coi thôi ha, lại tâm sự rồi. Thì á, mình 1m70 thì ngồi á, thì nó mình ốm, dạo này mình ốm, mình sụt ký rất là nhiều, tại làm việc rất là nhiều. Thì 1m70 thì ngồi nó như thế này. Anh em 1m6 chắc ngồi hơi khó khăn. Mà để tìm một con cá mập ken như vậy á, rất là khó. Rất là khó. Tại vì anh em biết sao không, những người mà mua cá mập á, người ta chạy cũng dữ lắm á, nên tìm xe ken cực lắm. Thấy có mấy anh em cầm cá mập bốc đầu ghê quá. Thì có mấy con đó mà khi mình mua mình không dám mua nữa. Thì ghê, mình cũng thích mua kiểu xe kiện á. Tại vì mình mua về là chủ yếu là mình cũng để chân mà, chứ mình đâu có chạy gì đâu. Thực chất là anh em nào kêu chạy đồ ghê gớm thì mình thua, cái đó là mình thua. Chủ yếu là chụp hình thôi, mình còn thân thể của mình còn làm ăn rồi nữa. Đó, mình cũng không có khuyến khích mà anh em mà ra đường mà bốc đầu nẹt bô đâu. Nói chung là như vậy mà đường vắng thì được. Đường vắng thì anh em chơi thoải mái, không ai thấy thì không sao. Còn mà có nhiều anh em mình thấy ha, đường quốc lộ, đường phố đi bộ đồ này nọ nè, đường đông đen mà bốc đầu ghê lắm em. Giữa đường vậy á, người ta nhìn vô ta sẽ đánh giá mình đó anh em à. Đó. Với ngàn này, cái hai cái động dâu râu này mà 7 triệu mấy, ghê thật chứ. Đó. Thì đó, thì bây giờ mình chỉ giới thiệu sơ sơ cho anh em thôi nè, giới thiệu cái điện thoại truyền thiết nè. Điện thoại mình hư không có tiền sửa luôn á, nói thiệt anh em không? Thấy không? Bể banh chành luôn. Chứ không phải anh em nhìn vô anh em nói là tôi này nọ đâu nha. Khổ lắm anh em mà, nghèo lắm chứ không phải. Nghèo nói nghèo thôi anh em à. Đó. Thì mấy con này nó hao xăng lắm nha anh em nha, mười mấy cây lít á. Thì bây giờ cái clip này chỉ mình giới thiệu xe cho anh em coi cho vui thôi. Cho vui là anh em biết là mình hiện tại là đang đi xe gì. Đó, đang muốn chụp hình với xe gì. Còn anh em muốn mà làm clip cái gì, mặc đồ bà ba chạy xe hay làm gì đó, hay là gì đó thì mình sẽ quay cho anh em xem. Đó, giờ mình chỉ quay sơ sơ cho anh em coi thôi. Còn anh em muốn review kỹ như thế nào thì mình sẽ làm hết luôn. Tại con này nhiều chế độ lắm anh em. Con này đồng hồ nó rất là nhiều chế độ lái và nhiều cái mức tinh chỉnh. Đó. Nhiều cái tinh chỉnh rồi nhiều chế độ lái lắm. Này mình nói phải nói cả buổi á, hướng dẫn anh em sử dụng mà phải nói cả buổi. Còn đối với con Z1000 này thì nó rất là dễ lái, chỉ lên là chạy thôi. Đó. Con Z1000 này anh em chỉ lên đổ xăng và chạy thôi. Mức tiêu hao nhiên liệu của hai con này á, theo mình tính là nó cũng ngang ngang nhau á, tại vì con nào cũng lên bô độ hết à. Con nào cũng lên bô độ hết, con này lên full titan luôn. Đó. Con này thì lên cây bô tan nát tình làng nghỉ sớm. Đó. Rồi. Cảm ơn anh em đã xem clip. Clip này mình giới thiệu sơ thôi. Rồi bữa nào anh em muốn quay kỹ cái gì á thì anh em cứ comment bên dưới thì mình sẽ quay kỹ từng cái chế độ hay là chức năng của nó chạy, hay là chạy đi dạo hay là làm gì đó, thì mình sẽ cố gắng mình quay cho anh em xem theo cái lời thỉnh cầu quên, theo cái lời mong muốn của anh em comment kênh YouTube. Thì mình sẽ cố gắng, nếu như mà hết dịch sớm mình sẽ cố gắng kiếm nhiều xe nữa cho anh em trải nghiệm, anh em thử. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi và đã subscribe, đã đăng ký kênh trong thời gian qua. Hy vọng là sẽ đem đến nhiều cái bổ ích nữa cho anh em chơi xe. Anh em hy vọng anh em đăng ký kênh nhiều hơn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì đã test bô cho anh em nghe rồi đó. Thì vài bữa có cái gì nữa thì anh em muốn làm gì nữa thì mình làm luôn cho anh em. Vài bữa mình vô bộ tem mình cũng quay clip cho anh em coi luôn. Rồi, ok anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.